Điều gì khiến Melbourne trở thành nơi tôi lựa chọn? Đây là nơi có nhiều trường đại học và học viện được công nhận trên toàn cầu. Tôi chọn Melbourne vì đây là thành phố hiếu khách và an toàn, nơi tôi có thể vừa học vừa làm và khám phá những địa điểm tuyệt vời. Hãy để Melbourne trở thành nơi bạn chọn học.